Là phụ nữ, chúng tôi biết chị em đang lo lắng điều gì. Thời gian luôn tàn nhẫn với phụ nữ, nên sẽ cướp đi hết nếu chúng ta không biết chủ động giữ gìn. Đánh mất thanh xuân. Chỉ sau vài năm sinh con đẻ cái, phụ nữ thường già hơn chồng. Đánh mất sức khỏe. Càng ngày cơ thể càng đi xuống sập sệ, thân hình xồ xê không kiểm soát. Đánh mất hạnh phúc. Không đủ kỹ năng giữ chồng khiến hạnh phúc vụt bay. Đánh mất bản thân. Quên mất phải yêu thương bản thân, xuề xòa và không biết làm đẹp. Đừng để mất mát quá nhiều như vậy, khi chúng ta có thể cứu vãn được. Đối với phụ nữ 20-25, cơ thể đang tích cực sản sinh hormone này nên da rẻ rất đẹp, vóc dáng hoàn hảo. Nhưng điều này sẽ biến mất khi mang thai và sinh con, do quá trình mang thai cơ thể phụ nữ sẽ bị thay đổi, lượng hormone trì trệ gây nên một số dấu hiệu như ốm nghén. Và giai đoạn tiếp theo chính là tiền mãn kinh, khi này estrogen gần như cạn kiệt, bạn sẽ rơi vào tình trạng bốc hỏa, da nhăn nheo, mắt mờ, khó ngủ, không còn ham muốn, khô âm đạo, kinh nguyệt mất dần. Giai đoạn cuối chính là mãn kinh, lúc này estrogen không còn được sản sinh ra nữa, cơ thể khô hạn và sức khỏe đi xuống trầm trọng. Đối với phụ nữ, hormone estrogen chính là kho báu, để giúp cơ thể tràn trề nhan sắc và sức khỏe. Nhưng trải qua nhiều giai đoạn như trên, cơ thể dần lão hóa và mất đi số lượng estrogen đáng kể. Chính sự thiếu hụt này làm ảnh hưởng đến nhan sắc, sức khỏe, tinh thần của phụ nữ. Có nguyên nhân thì giải pháp đã quá rõ ràng. Hãy bổ sung estrogen càng sớm càng tốt để giữ mãi vẻ đẹp, thanh xuân và sức khỏe của bạn. Sâm tố nữ huê côn azen, dưỡng chất quý giá từ thiên nhiên. Đẹp dáng, đẹp da, đầy quyến rũ. Sâm tố nữ Bue Collagen được sản xuất bởi nhà máy sản xuất dược mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam với công nghệ tiên tiến ngang tầm khu vực. Các dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP WHO. Sâm tố nữ Bue Collagen là viên uống làm đẹp da, chống nám, sạm, tàn nhang và suy giảm nội tiết tố ở nữ giới do tập đoàn Kohino sản xuất. Chiết xuất từ sâm tố nữ mạnh gấp 10.000 estrogen từ mầm đậu nành, giúp làm đẹp làn da, ngăn ngừa lão hóa, giảm thâm nám, khô sạm, cho da căng mượt, hồng hào, tươi trẻ. Sâm tố nữ cải thiện tình trạng khô âm đạo, giảm ham muốn, giúp ngực phát triển và săn chắc hơn. Xuyên khung hỗ trợ chữa đau đầu, đau nửa đầu, đau nhức cơ thể. Vitamin E thúc đẩy sản sinh collagen, dưỡng ẩm cho da. Sữa ong chúa làm mềm da, giảm quá trình lão hóa, giúp da hồi phục lại vẻ tươi sáng. Mầm đậu nành, cân bằng nội tiết tố, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và rối loạn sau mãn kinh. Củ mài đắng, hỗ trợ điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng, u xơ tuyến vú. Chuyên gia đầu ngành nói gì về sâm tố nữ Bue Collagen? Chúng tôi đã theo dõi hơn 100 ca sử dụng sâm tố nữ hết một liệu trình và đã rút ra được 5 ưu điểm vượt trội của sâm tố nữ. Làm đẹp da, sáng mịn, mờ nám, hết tàn nhang. Tăng ham muốn, giảm hiện tượng khô rát khi quan hệ. Cải thiện kích thước vòng 1, giúp săn chắc, chống chảy xệ. Ngăn ngừa sự phát triển và giúp làm giảm kích thước của u xơ tử cung, u nang buồng trứng, u tuyến vú. Bổ khí huyết, giúp ngủ ngon, hạn chế cáu gắt, bốc hỏa. Những ai nên sử dụng sâm tố nữ Bue Collagen? Phụ nữ suy giảm nội tiết tố, phụ nữ tiền mãn kinh có các triệu chứng, bốc hỏa, dễ cáu gắt, mất ngủ, suy giảm chức năng sinh lý. Người bị lão hóa, nếp nhăn trên da, nám da, sạm da, da khô, người có nhu cầu làm đẹp da. Liều dùng, ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên, trước hoặc sau bữa ăn 30 phút. Xin chào tất cả mọi người, lại là Nhung đây. Và như mọi người đều biết thì nhan sắc là điều vô cùng quan trọng đối với tất cả các chị em phụ nữ. Chính bởi vì thế nên là các chị em luôn tìm mọi cách để có thể khiến chúng ta lúc nào cũng đẹp nhất và đồng thời là lưu giữ lại tuổi thanh xuân của chính mình. Chắc chắn là không chỉ riêng Nhung mà bất cứ chị em nào cũng đều có mong muốn là mình có thể được trẻ mãi không già, đúng không nào? Nhưng mà sự thật là khi đến một độ tuổi nhất định thì cơ thể của chúng ta sẽ thay đổi nội tiết tố và không sản xuất ra đủ collagen để có thể khiến chúng ta lúc nào cũng tươi trẻ như độ tuổi 18-20 được. Chính bởi vì thế nên Nhung đã tìm hiểu rất nhiều các hãng dược mỹ phẩm khác nhau để hy vọng là có thể tìm cho mình được một sản phẩm giúp bổ sung collagen và kéo dài sự tươi trẻ càng lâu càng tốt. Và Nhung đã sử dụng sản phẩm viên uống đẹp da sâm tố nữ Bue Collagen của hãng Kohino. Viên uống đẹp da sâm tố nữ Bue Collagen có chứa các thành phần từ thảo dược như chiết xuất mầm đậu nành, xuyên khung, sinh địa, vitamin E, sữa ong chúa, collagen và chiết xuất sâm tố nữ, có tác dụng làm đẹp cho chị em phụ nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng do suy giảm nội tiết tố ở nữ giới, giúp làm giảm lão hóa da, sạm da,
giúp da sáng mịn. Và sản phẩm có công dụng đặc biệt là giúp da sáng hồng, mịn màng và tươi trẻ, đặc biệt phù hợp cho những ai da xấu, bị nám da, sạm da, tàn nhang và làn da xuất hiện nếu nhấp nhăn, vết chân chim. Chúng ta uống 2 viên mỗi ngày trước hoặc sau khi ăn 30 phút để cải thiện sắc vóc tự tin của mình. Một hộp sản phẩm có 3 hộp nhỏ và mỗi hộp thì có 15 viên. Sản phẩm giúp chị em hồi xuân, chống lão hóa da, bổ sung collagen, cân bằng nội tiết tố nữ. Đặc biệt hiệu quả đối với các chị em đang thiếu hụt nội tiết tố trầm trọng như phụ nữ đang trong thời kỳ tiến mãn kinh và mãn kinh, phụ nữ sau sinh, phụ nữ bị rối loạn chức năng sinh lý, phụ nữ bị stress nặng do áp lực công việc và cuộc sống. Vừa rồi là một chút chia sẻ của Nhung về sản phẩm mà Nhung sử dụng để làm đẹp mỗi ngày. Hy vọng là sau khi xem clip này thì các chị em sẽ biết thêm một bí quyết để chúng ta lúc nào cũng thật là tươi trẻ và rạng rỡ nhé. Tạm biệt mọi người! Sâm tố nữ, níu giữ thanh xuân trong tầm tay. Làn da đẹp, dẹp lo âu. Sức khỏe tốt, cú chốt cho hạnh phúc gia đình. Đăng ký kênh, like và chia sẻ để nhận được các thông báo mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.